Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần, xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng, Chúa thương đổ xuống trên con, tháng năm hoài mãi miên man. Xin chia ngày bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi, bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên ngài, xin chia ngài. Là giọt sương long lanh trong nắng, ôi rất đẹp và rất xinh, nhưng chẳng lâu tan biến dần, biến dần. Là một làn mây bay bay theo gió, chút ta trời Chúa đâu quên, thế nên ngài vẫn ngay bên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thương bà và anh chị em đang hiện diện nơi đây. Các thương bà và anh chị em đã biết con rồi, nhưng con sẽ không giới thiệu nữa. Chúng ta sẽ đi vào cái lễ. Trong cái lễ ngày hôm nay, con cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân trong họ tộc, cũng như linh hồn các nhân nhân đã qua đời ở trong họ tộc cũng như chúng ta. Con cầu nguyện ơn bình an xuống trên tất cả mọi người trong họ tộc của chúng ta, cũng như tất cả quý vị đang hiện diện trong cái lễ ngày hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha hằng tuôn đổ xuống trên mỗi người chúng ta tất cả mọi ơn lành, tất cả mọi sự tốt đẹp nhất, thánh thiện nhất. Nguyện xin Chúa hằng luôn, hằng từng giây, từng phút, từng ngày, từng năm tháng tuôn đổ xuống trên mỗi người chúng ta, để rồi dòng họ của chúng ta biết xây dựng một dòng họ vững mạnh, một dòng họ đạo đức, thánh thiện, một dòng họ luôn biết yêu mến và tôn thờ Chúa, để rồi dòng họ của chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc và ban cho tuổi thọ cũng như sự thịnh vượng ở trên mặt đất này. Với những thánh gì đó, để chúng ta bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, ngày hôm nay giáo hội bước vào tuần thứ 22 thường niên, mùa thường niên 5B. Lời Chúa dạy mỗi người chúng ta, nhắc nhở mỗi người chúng ta tất cả hồng ân, tất cả những ơn lành, tất cả sự thánh thiện tốt đẹp nhất mà chúng ta nhận được không phải do chính chúng ta, nhưng là do bởi bàn tay và ý định yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy yêu mến Chúa và thờ phượng duy nhất một mình Chúa mà thôi. Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết chi côn, hết sức lực, bằng tất cả con tim và tất cả những gì Chúa ban cho mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta dùng tất cả những gì đó mà Chúa ban cho chúng ta đó để chúng ta yêu mến và phụng sự Chúa bằng con tim của mình, bằng hành động của mình, chứ không phải bằng những lời nói suông. Để thánh lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi, mọi thiếu sót, để chúng ta được xứng đáng cử hành những mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Đôi tay tôi mỏi đàn, vì vậy tôi xin được còn hắn thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mọi sự tốt lành đều với Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hợp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài viết sách đề nghị luật. Khi ấy, ông Môi-se nói với dân Israel rằng: Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy, anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà tôi truyền cho anh em. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân tộc khôn ngoan và thông minh. Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa ở Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu người? Có dân tộc vĩ đại nào được những bánh thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả nề luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em? Đó là lời Chúa. Nơi người không hề có sự thay đổi,
cũng như không hề có sự vần, có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các phò tàu của người. Anh em hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức tinh tuyền và không tỉ ố trước mặt Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian chuân và giữ mình cho khỏi vết nhơ của thế gian. Đó là lời Chúa. Khi ấy có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-xu. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì vua ngoài trở về cũng phải đầy nước đá rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói về các ông rất đúng, là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của phàm nhân. Sau đó Đức Giê-xu lại gọi đám đông tới mà bảo: xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho đó. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra, cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu xa, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xào trá, chát tán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa là đấng thánh thiện, Ngài là tình yêu, nơi Ngài không
không có gì là xấu xa, xảo trá. Vì chúng ta nhìn lại ở trong Kinh Thánh, chúng ta biết rằng vì yêu thương con người nên Thiên Chúa mới dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Ngài ban cho con người tất cả những gì tốt đẹp nhất, tất cả những gì thánh thiện nhất Ngài đều cho con người. Thế nhưng con người vì sự tham lam ích kỷ, tất cả xuất phát từ ý định xấu xa của ma quỷ, nó cám dỗ con người. Và vì con người từ bụi đất mà ra, chính vì thế chúng ta không thể nào thoát ra được những cái vật chất, những cái của cải trống qua ở đời này, nó cứ bám lấy chúng ta, danh vọng địa vị nó cứ lôi cuốn chúng ta, để đổi lôi kéo chúng ta ra xa Thiên Chúa. Nếu như nhìn lại trong dòng tộc, trong họ hàng của chúng ta, con thấy chẳng có ai phải đói cả, chẳng có ai phải rách rưới cả. Người thì giàu có, giàu sang, phú quý, người thì khá giả vừa vừa, người thì cũng đủ cơm ăn áo mặc, không có ai phải thiếu thốn điều gì. Vậy thì những điều đó chúng ta nhận từ đâu? Có phải là do bàn tay công sức? Có phải là do tự mình làm ra hay không? Hay là do ai giúp đỡ? Nếu mà chúng ta biết được những điều mà chúng ta lãnh nhận, những điều mà chúng ta có ở đâu mà đến, thì chúng ta sẽ biết được, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự biết ơn, lòng cảm tạ đấng mà đã ban cho chúng ta. Nếu Thiên Chúa không ban, không dựng nên chúng ta, liệu rằng chúng ta có ngồi đây hay không? Nếu Thiên Chúa là đấng quan phòng yêu thương, không ban cho tiên tổ của chúng ta có con dòng cháu giống, có người nối dõi, rồi có tất cả những thứ vật chất xung quanh, để rồi những nhu cầu cần thiết đó cung cấp cho con người, cung cấp cho mỗi người, để rồi chúng ta sinh sống. Chúa đó là những ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta hãy đem ra thực hành trong cuộc sống của người chúng ta. Chúng ta hãy đi đem nó và đi bỏ trong cuộc sống. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta tiếp nhận ân sủng của Chúa, tiếp nhận lời Chúa dạy, và chúng ta đi vào đời, và chúng ta dạy dỗ con cháu, con cái cháu chất của mình, anh chị em trong đồng họ của mình, yêu thương nhau, đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau. Người này giàu có, người này có điều kiện thì nâng đỡ, giúp đỡ cho những người khác, rồi chúng ta mở rộng ra cái việc giúp đỡ. Và chắc chắn rằng những cái hành động giúp đỡ nho nhỏ đó của chúng ta sẽ có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Mặc dù Chúa không, mặc dù người khác không thấy, có thể là người khác thấy họ càng ngợi chúng ta, nhưng đối với trước mặt Chúa, những việc làm tốt đẹp của chúng ta với sự khiêm nhường, với sự bé nhỏ đơn sơ, với sự kín đáo trước mặt chúng ta phô trương, thì điều đó có giá trị rất lớn trước mặt Thiên Chúa. Vì như trong bài đọc 2 Chúa nói, tất cả những gì chúng ta làm cho những người nhỏ bé thôi đấy, cho những người nhỏ bé thôi, đó là những việc làm thiết thực nhất, những việc làm tốt đẹp nhất mà chúng ta làm cho Chúa. Vậy bài đọc 1 cũng nói rằng tất cả những gì mà dân Israel nhận được đều là do tình yêu và lòng quan phòng của Thiên Chúa dành cho dân Israel. Nếu không có Chúa thì không có dân Israel. Chúng ta cũng vậy, dòng tộc của chúng ta không có hiện diện đây nếu chúng ta không có Chúa. Một ngày nào đó chúng ta đưa ra một quy định, đưa ra một cái luật, để rồi chúng ta chống lại Thiên Chúa, không tôn thờ và yêu với Thiên Chúa nữa, thì ngày đó dòng tộc của chúng ta tàn đời. Còn nếu mà chúng ta đi theo luật lệ của Thiên Chúa, đi theo ý định của Thiên Chúa, đi theo đường lối thánh thiện của Thiên Chúa, thì chắc chắn rằng dòng tộc của chúng ta sẽ vững bền, sẽ tốt đẹp. Con cái, cháu chắt và ông bà, cha mẹ, anh chị em, quý vị và tất cả mọi người chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương, đều được Thiên Chúa phạm bỏ. Và con xin kết thúc bài chia sẻ ở đây. Con xin kính chúc tất cả mọi người luôn luôn hưởng tất cả những ơn lành của Thiên Chúa và cảm nhận tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Nên kinh mộ Thiên Chúa hình và vô hình, tôi tin kinh mộ Chúa.
Chúa Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa, xin vui Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa, Người Thiên Chúa, ánh sáng Người ánh sáng, Thiên Chúa thật, Người Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng mang thế với Đức Chúa. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban lề luật để chúng ta, để chúng ta có thể xứng đáng là con cái Chúa và đạt tới hạnh phúc thiên đàng. Tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Thánh gia cô bé nhắc nhở chúng ta, hãy đem lời Chúa ra thực hành, đừng nghe xuông mà lừa dối chính mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tư trong hội thánh luôn kiên trì chu toàn sư mạng rao giảng tin mừng bằng lời nói cũng như đời sống của các ngài. Xin Chúa nhận lời chúng con. Toàn thể lề luật Chúa đều quy về giới năm độc nhất là mến Chúa, yêu người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu trên thế giới biết trung thành giữ giới răn Chúa, để nhìn vào cuộc đời của họ mà thế giới nhận ra Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thank you.
phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những càng nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bao đàn hương sự sống muôn đời. Và khi chúng con nhận lành Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hướng màu nhiệm vượt qua. Vậy vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa thành phần dân Chúa đang hiện diện nơi đây.
Lạy Chúa, xin Chúa thương nhớ đến linh hồn tiên nhân là những người tôi tớ của Chúa. Xin Chúa đồng lòng thương xót thứ tha mọi tội lỗi cho các ngài và dẫn đưa các ngài về hưởng ánh sáng tôn nhạc Chúa. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những người trong dòng tộc, những người đang hiện diện nơi đây để ơn bình an của Chúa. Xin Chúa ban sức khỏe, sự khôn ngoan, sự thánh thiện để rồi chúng con hết lòng yêu mến và phụng sự Chúa. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con ngài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sanh, nước Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin toại thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đón lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì Chúa lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin toại thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, cho con giờ đây chúng linh hồn chẳng tay Chúa. Nếu ngày nào trên thế nhìn con mãi mê, Chúa ơi, xin đừng trôi chê, hãy
bàn tề thiên quân. Xin cho bi tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin kính mời quý cha, quý cộng đoàn an toàn. Con xin kính mời ông đại diện cho dòng tộc nên có lời cảm ơn và tặng hoa quý cha. Xin kính mời. Kính thưa cha gia mình Giuse, Đinh Văn Huỳnh, Tân Linh Mục là người con của dòng tộc. Kính thưa hội đồng phục vụ của hai giáo họ Bảy Sự và giáo họ Thôn Đông. Kính thưa cộng đoàn của hai họ cũng như trong và ngoài các họ, rất vinh dự cho dòng tộc chúng con. Cha gia mình Giuse Đinh Văn Huỳnh là người con cháu trong dòng tộc được Chúa gọi và tuyển chọn. Ngày hôm nay cha đã về với quê hương theo thực thi lời Kinh Thánh như điều dân thứ 4 của 10 điều răn Chúa đã dạy: thờ cũng thờ Thiếu Thảo và thờ cha ông và tổ tiên, cũng đúng như của dòng tộc mà của dân tộc Việt Nam chúng ta đã thường nói: uống nước nhớ nguồn. Hôm nay được cha vì thiên cho phép và sự hợp thỉnh của cha Giuse Quản Hạo Chánh Sứ Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm cho phép Tân Linh Mục trong dòng tộc được về nguyện đường, chúng con dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân. Con thay mặt cho cha Tân Linh Mục cũng là thay mặt cho dòng tộc, trước hết xin cảm ơn cha Giuse Quản Hạt Chánh Sứ Vương Cung Thánh Đường Phú Nhang, và con cũng xin cảm ơn hội đồng mục vụ giáo họ Thôn Đông, giáo họ Bảy Sự và cộng đoàn dân Chúa. Cũng như cảm ơn các hội đoàn, hội kèn đồng, hội ca đàn của dòng tộc và ánh sáng cũng như âm thanh của trong dòng tộc, của dòng tộc đã phục vụ trong thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho bậc tiền nhân của dòng tộc được rất tốt đẹp, đặc biệt là dâng thánh lễ rất sốt sắng, cũng đáp ứng được lời mong đợi và tạ nguyện của cha Giuda Minh Giuse Đinh Văn Huỳnh, người con của dòng tộc. Thực sự là điều mong muốn về với quê hương đất tổ để tạ ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện cho các bậc tiền nhân hôm nay ở nhà nguyện đường. Một lần nữa, tôi cũng xin cảm ơn và chân thành cảm ơn các quý cha Tân Linh Mục Đa Minh Giuse Đinh Văn Huỳnh. Cũng xin cảm ơn quý chức và cộng đoàn của hai giáo họ và các giáo sứ giáo họ đã có mặt hiện diện trong thánh lễ hôm nay để cùng cha Tân Linh Mục và dòng tộc chúng tôi tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân. Giờ đây dòng tộc chúng con có bó hoa kính dâng lên cha
tất như một nhân dịp ngày về tạ ơn của tiền nhân hôm nay. Tôi xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay để chúc ơn. Amen.